Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sau một đêm, thận sạch hết độc tố, khỏe mạnh cả đời chỉ với một nắm lá rẻ tiền mà ít ai biết. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý khán thính giả. Các bạn thân mến, thận là một trong những cơ quan vô cùng quan trọng của con người, thực hiện chức năng như sàng lọc chất thải, kiểm soát huyết áp và sản xuất tế bào hồng cầu. Chừng ấy cũng đủ để chúng ta phải chú ý quan tâm chăm sóc thận thật tốt và sát sao hơn. Tuy nhiên, ngày nay với nhịp sống hiện đại, người ta thường chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe, dẫn đến những căn bệnh liên quan đến thận, đặc biệt nghiêm trọng như suy thận, ung thư thận. Vậy câu hỏi đặt ra với chúng ta rằng, làm thế nào để chăm sóc và bảo vệ thận tốt nhất đây? Đặc biệt là khi chúng ta không có quá nhiều thời gian, chi phí lại không dư dả để mua các loại thuốc và thực phẩm chức năng đắt tiền. Quý vị đừng lo lắng nhé, bởi trong video ngày hôm nay, Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ đưa đến quý vị những phương pháp lọc sạch thận, duy trì thận luôn khỏe mạnh, vô cùng đơn giản, nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm mà giá thành thì rất rẻ. Hãy cùng xem đó là những loại nguyên liệu nào và cách thức thực hiện chúng ra sao qua video sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thận là cơ quan nội tạng rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Nhưng trong thời đại này, có rất nhiều người đã không chăm sóc và duy trì thói quen tốt, nên rất dễ dẫn đến mắc bệnh yếu thận. Vậy nếu muốn chăm sóc thận tốt nhất, thì nên ăn gì và ăn gì để tạo nên sức mạnh tối đa cho thận? Bạn có thể tham khảo những loại thảo dược đặc biệt tốt cho thận sau đây nhé. Bài thuốc thứ nhất: chữa thận yếu bằng cây ngò ôm. Ngò ôm hay còn gọi là rau ngổ, ngổ điếc, là loại cây thang thảo có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu tại Việt Nam. Trong đông y, ngò ôm có vị cay, chát, tính mát. Phần rễ của chúng có tác dụng làm giãn cơ phổ tạng, tăng cường chức năng thận, thải độc và lợi tiểu rất tốt. Ngò ôm được biết đến trong đông y là loại thảo dược có vị cay, tính mát. Rễ của cây có tác dụng tăng cường chức năng thận, điều trị đau bụng, thanh nhiệt, giải độc. Sử dụng ngò ôm để điều trị bệnh thận yếu là bài thuốc an toàn, cách thực hiện đơn giản mà không gây ra tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cách thực hiện như sau: lấy khoảng 30g ngò ôm tươi ngâm với nước muối, rồi đem đi rửa sạch, sau đó giã nát. Phần nước cốt thu được đem chế thêm với nước ấm, chia thành hai phần và uống trong ngày. Bài thuốc thứ hai: sử dụng cây kim tiền thảo. Kim tiền thảo còn được biết đến với tên gọi là cây mắt trâu, thường được sử dụng trong các bài thuốc nam điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Y học hiện đại đã nghiên cứu và chỉ ra trong kim tiền thảo có chứa hoạt chất soja sobonin. Đây là thành phần có tác dụng rất tốt đối với cơ thể, đặc biệt là thận. Chính vì vậy, loại dược liệu này được rất nhiều người biết đến và sử dụng để phục hồi chức năng thận, hỗ trợ điều trị thận yếu. Với bài thuốc này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây: 40g kim tiền thảo, 1 ít muối biển. Cách thực hiện như sau: kim tiền thảo đem rửa sạch và cho vào ấm, ngâm với 800ml nước trong 45 phút. Bắc ấm lên bếp, sắc cho đến khi cạn còn 400ml thì tắt bếp. Chia lượng nước thu được thành 3 phần để sử dụng trong ngày. Kiên trì áp dụng cách này trong khoảng 10 ngày sẽ thấy hiệu quả mang lại. Lưu ý cách chữa thận yếu bằng kim tiền thảo mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng không nên sử dụng cho phụ nữ có thai, dễ gây giãn cơ phổ tạng và nguy cơ dẫn đến sảy thai. Bài thuốc thứ ba: cây bồng bông. Cây bồng bông hay còn được gọi là hải kim sa, mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc, nơi ẩm ướt ít sáng. Theo đông y, cây bồng bông là loại dược liệu có vị ngọt, tính mát, thường được sử dụng trong các bài thuốc điều trị các bệnh về thận như viêm thận, sỏi bàng quang, thận yếu. Nguyên liệu cần có: 15g bồng bông, 25g hạt cây bìm bịp sao vàng, 15g rau ngô. Cách thực hiện: tất cả các vị thuốc trên đem rửa sạch với nước và cho vào ấm, sắc với 1,5 lít nước, sắc cho đến khi lượng nước trong bình cạn còn khoảng 2 bát thuốc là được. Chia lượng nước thuốc thu được thành 2 lần để uống trong ngày. Kiên trì thực hiện mỗi ngày,
sau khoảng thời gian ngắn sẽ thấy hiệu quả. Bài thuốc thứ tư, cây quýt gai. Cây quýt gai hay còn gọi là cây tầm soạn, mọc phổ biến ở miền Bắc và duyên hải các tỉnh miền Trung. Theo y học cổ truyền, quýt gai là loại dược liệu có vị đắng, tinh mát, từng được sử dụng trong các bài thuốc điều trị đau nhức xương khớp, đau răng, cảm lạnh. Ngoài ra, cây quýt gai còn có khả năng cải thiện chứng mệt mỏi, thúc đẩy quá trình lưu thông máu trong cơ thể, hạn chế gây áp lực lên thận và hỗ trợ điều trị bệnh thận yếu rất tốt. Nguyên liệu: 20g cây muối, 20g quýt gai, 20g cây mực, 20g cây nổ. Cách thực hiện: các nguyên liệu trên đem đi rửa sạch với nước và phơi khô. Cho tất cả vào chảo nóng, sao cho đến khi dần chuyển sang màu nâu. Sau đó cho các vị dược liệu đã sao ở trên vào ấm sắc cùng với 2 lít nước. Sắc đen khi nước cạn, còn khoảng 500ml là được. Chia lượng nước thu được thành 3 phần bằng nhau để sử dụng trong ngày. Người bệnh nên kiên trì áp dụng phương pháp này để mang lại hiệu quả. Bài thuốc thứ 5, cây tầm gửi gạo. Cây tầm gửi gạo được biết đến là loại dược liệu có vị ngọt, tính bình, thường được sử dụng trong các bài thuốc đông y với tác dụng thanh nhiệt, giải độc, cải thiện chức năng thận. Y học cũng đã nghiên cứu và tìm thấy bên trong cây tầm gửi gạo có chứa các hoạt chất có khả năng chống viêm, hỗ trợ điều trị bệnh thận yếu và ngăn chặn quá trình hình thành sỏi thận rất hiệu quả. Nguyên liệu: 15g tầm gửi gạo, 10g rễ cỏ tranh, 10g thổ phục linh, 10g cây mã đề. Cách thực hiện: tất cả các nguyên liệu trên đem rửa sạch và để cho ráo nước. Cho các loại dược liệu trên vào ấm và đem sắc cùng với 1,5 lít nước. Sử dụng lượng nước sắc này uống hết trong một ngày. Người bệnh nên kiên trì áp dụng trong thời gian dài để mang lại hiệu quả điều trị. Bài thuốc thứ 6, cây cỏ mực. Cỏ mực là loại cây cỏ mọc hoang dại ở khắp nơi, thường được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Trong đông y, cỏ mực có vị ngọt và chua, tính hàn, khi đi vào cơ thể có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, cầm máu và đặc biệt là cải thiện chức năng thận, hỗ trợ điều trị bệnh thận yếu. Nguyên liệu: 30g cỏ mực khô, 40g đậu đen. Cách thực hiện: cỏ mực đem rửa sạch, phơi khô và sao cho đến khi vàng. Rang đậu đen trên chảo nóng đến khi có mùi thơm và cháy vàng. Cho đậu đen và cỏ mực vào nồi cùng với lượng nước vừa phải. Đem đun sôi khoảng 45 phút thì chắc lấy nước để uống. Sử dụng nước uống thay thế cho nước lọc. Kiên trì thực hiện liên tục nhiều ngày để hỗ trợ điều trị bệnh thận yếu. Bài thuốc thứ 7, sử dụng rau diếp cá. Rau diếp cá là bài thuốc chữa bệnh thận yếu tuy đơn giản mà mang tới hiệu quả vô cùng khả quan. Người bệnh hoàn toàn có thể bào chế nguyên liệu ngay tại nhà. Song đừng quá lạm dụng, sử dụng quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến dương khí. Mỗi ngày bệnh nhân chỉ nên sử dụng một lần. Cách thực hiện: rau diếp cá rửa sạch, để ráo nước, sau đó hãm cùng với 1 lít nước trong 30 phút. Sử dụng thay nước uống hàng ngày, kiên trì sử dụng trong 3 tháng để nhận được kết quả tốt nhất. Bài thuốc thứ 8, rau ngô. Rau ngô là vị thuốc khá dễ kiếm, dễ tìm và chúng đều được ông cha ta thời xưa sử dụng để giải nhiệt, làm mát cơ thể. Thực tế trong rau ngô có chứa khá nhiều các loại vitamin A, K, C, B1 và B6 và một số chất vi lượng, có tác dụng rất tốt cho sức khỏe con người. Bởi vậy, sau khi thu hoạch, thay vì lấy phần bắp và bỏ phần vỏ, dân gian thường giữ lại cả phần rau ngô để nấu lấy nước uống, giúp cải thiện chức năng gan thận, mật, chữa thận yếu hiệu quả. Nguyên liệu: rau ngô 20g, cỏ xước, rễ tranh, kim tiền thảo. Thực hiện: rửa sạch để ráo các nguyên liệu trên, rồi sắc lấy nước uống để thanh lọc cơ thể và cải thiện tình trạng thận bị suy yếu. Lưu ý, phương pháp này không nên sử dụng quá 10 ngày mà nên ngưng khoảng 7 ngày rồi mới sử dụng tiếp. Không dùng nước rau ngô nếu đang sử dụng các loại thuốc lợi tiểu khác. Không nên uống rau ngô vào buổi tối sẽ khiến tiểu đêm nhiều hơn. Trên đây là những tổng hợp các cách chữa thận yếu bằng thuốc nam. Hy vọng người bệnh sẽ chọn lựa được cho mình bài thuốc phù hợp để nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Thận thực hiện những chức năng quan trọng trong cơ thể,
Do vậy luôn cần chăm sóc đặc biệt. Cách đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm đó là thông qua thói quen ăn uống. Ngoài những loại thảo dược tốt cho thận trên đây, thì bạn có biết đến những loại thực phẩm nào bổ thận nữa hay không? Hãy tham khảo những lời khuyên đến từ những chuyên gia sau đây để biết thêm 5 loại thực phẩm rất tốt cho thận là gì nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Những thực phẩm bổ thận, bổ máu, tăng sinh lực. Thứ nhất, sò điệp. Những người bị mắc bệnh về thận như thiếu thận, thận suy, mệt mỏi vì chức năng thận hoạt động kém thì nên thường xuyên ăn sò điệp, có thể đạt được hiệu quả trong việc điều chỉnh chức năng hoạt động mạnh hơn của thận. Theo đông y, sò điệp có tính bình, hương vị ngọt, có chứa nhiều dinh dưỡng và nguyên tố vi lượng đặc biệt, có thể giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng, giúp bồi bổ cho thận. Lời khuyên dành cho bạn là nên thường xuyên ăn sò điệp, hàu, hải sản có vỏ cứng để tăng cường sức khỏe của thận. Thứ hai, cá hồi. Tương tự sò điệp, cá hồi cũng là thực phẩm có tính bình, thơm ngọt, giàu dinh dưỡng, không chỉ rất tốt cho thận mà còn tốt cho gan, làm cho xương trở nên chắc khỏe hơn. Nếu bạn có vấn đề về thận thì nên sớm đưa cá hồi vào thực đơn hàng tuần của mình. Thứ ba, hạt dẻ. Đây là loại hạt rừng được gọi là vua bổ thận trong thế giới thực vật, đặc biệt là trong nhóm các loại hạt vỏ cứng. Ăn hạt dẻ thường xuyên có thể chăm sóc sức khỏe của thận, giúp thận làm việc hiệu quả nhờ đặc tính bình, ngọt, làm sạch và thanh lọc thận tối ưu. Đồng thời, hạt dẻ còn rất tốt cho cơ thể nói chung và người có vấn đề về dạ dày. Hạt dẻ được xem là một món quà từ núi rừng nhờ những chất dinh dưỡng lành mạnh, dễ hấp thụ và có ích cho việc bồi bổ thể chất. Ngoài ra, nếu bạn bị đau lưng thường xuyên, bạn cũng có thể ăn một số hạt dẻ trong bữa ăn vặt hàng ngày. Còn nếu bạn mắc chứng yếu thận, cần phải ăn nhiều hơn để có tác dụng tối đa. Bạn có thể nấu hạt dẻ kèm theo các món ăn, ví dụ như khi nấu gà, hạt súp, để mỗi món ăn đều rất ngon và hợp khẩu vị. Trong trường hợp đơn giản nhất, bạn chỉ cần ăn một nắm hạt dẻ rang. Thứ tư, khoai mỡ, khoai tường, khoai lang. Khoai mỡ hay khoai tường, khoai lang nói chung được đông y khen ngợi nhờ đặc tính dinh dưỡng vô cùng đặc biệt, có tác dụng cải thiện chức năng hoạt động của thận rất tốt. Đây cũng là món ăn vị rất ngọt. Y học Trung Quốc xem khoai mỡ là một loại thuốc rất tốt. Ăn nhiều khoai mỡ còn là lựa chọn rất hữu ích cho những người có vấn đề về chức năng lá lách và dạ dày, những hỏng hóc xuất hiện trong cơ thể. Những người bị yếu thận, lá lách và dạ dày kém có thể ăn nhiều khoai mỡ, và đây cũng là cách mà bạn có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày. Thứ năm, kỷ tử. Theo quan niệm đông y, kỷ tử không chỉ là món ăn mà là một vị thuốc rất quý, phổ biến trong mỗi đơn thuốc hàng ngày dành cho bệnh nhân. Kỷ tử có vị ngọt, tính bình, có một chức năng quan trọng nhất là có thể làm săn chắc thận và nuôi dưỡng gan. Nếu bạn cảm thấy mắt bạn không tốt lắm, bạn có thể tăng cường ăn kỷ tử nhiều hơn để cải thiện thị lực, giúp mắt sáng rõ. Những người thường xuyên bị đau thắt lưng và xương yếu, có các vấn đề về xương khớp cũng có thể ăn tăng cường để cải thiện sức khỏe, vì đây là món ăn rất hữu ích. Ngoài ra, kỷ tử còn là món ăn được cho là có tác dụng dưỡng sinh và nâng cao tuổi thọ, đặc biệt tốt cho nhóm người từ lứa tuổi trung niên trở lên, phụ nữ và những người mắc bệnh về thận, thiếu máu. Nói chung, cách dùng kỷ tử khá đa dạng, bạn có thể sử dụng nó để pha trà và bạn có thể nấu cùng với các món ăn khác. Ăn một lượng kỷ tử vừa đủ trong thời gian dài có thể giúp thay đổi sức khỏe tổng thể. Bạn đừng quên bí quyết này nhé. Trên đây là những loại thực phẩm rất lành mạnh trong việc cải thiện và thay đổi chức năng thận. Nhưng một khi thận của bạn đã yếu và có vấn đề có vẻ trở nên nghiêm trọng, bạn phải đến bệnh viện để gặp bác sĩ để tư vấn và điều trị. Ngoài ra, hãy duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, ăn uống lành mạnh và phát triển những thói quen tốt, quan tâm nhiều hơn đến cơ thể của bạn và bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng phù hợp để chúng ta có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên.
Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.